Điều tra công ty mở dịch vụ gặp riêng sao Trung Quốc. Công ty tên gò to thề sâu tuyên bố có thể sắp xếp cho khách hàng gặp gỡ riêng tư với loạt nhân vật nổi tiếng. Dịch vụ này bị nghi ngờ lừa đảo. Ngày 7 tháng 6, Sohu đưa tin Cục Quản lý Giám sát Thị trường Thượng Hải thông báo mở cuộc điều tra với công ty gò to thề sâu. Cách đây vài ngày, thông qua nền tảng Douyin, đơn vị này quảng cáo dịch vụ môi giới gặp riêng nghệ sĩ hạng A, vận động viên, thậm chí lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp ở Trung Quốc. Công ty gò to thề sâu công khai bảng giá của dịch vụ ăn tối, hát nhảy cùng nhau trong 2 tiếng đối với ngôi sao giải trí như Trương Tụng Văn, 842.000 USD, Dương Siêu Việt, 1,1 triệu USD, Hòa Thần Vũ, 1,8 triệu USD, Thái Tử Khôn, 2,8 triệu USD, Trương Nghệ Hưng, 4,2 triệu USD, Châu Kiệt Luân, 5,3 triệu USD. Đáng chú ý, gò to thề sâu còn tuyên bố họ có thể mời được danh thủ Messi nếu khách đồng ý bỏ ra số tiền 50 triệu nhân dân tệ, 7 triệu USD. Qua điều tra của tờ Thành Đô, công ty này yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước. Sau đó, họ mới lên lịch cho buổi hẹn với các ngôi sao nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào. Truy hỏi sâu hơn, gò to thề sâu cũng không cung cấp được bằng chứng nào cho thấy từng tổ chức thành công dịch vụ này. Nghi vấn về việc lừa đảo người tiêu dùng, tờ Thành Đô đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng. Chia sẻ với Sina, đại diện của nhiều nghệ sĩ nằm trong danh sách cho biết chưa từng cùng gò to thề sâu tổ chức dịch vụ gặp mặt riêng này. Phía các ngôi sao trong showbiz hoa ngữ cảnh báo người hâm mộ về mánh lưới lừa tiền, quảng cáo sai sự thật của gò to thề sâu.